Kính chào các anh em. Thì hiện tại trước mặt anh em chúng ta đây là một con Vision FI, thì nó sử dụng bằng khóa Smart Key. Thì hiện tại thì xe thì xe mới thôi, mới chạy được có 1.100 cây thôi. Thì các anh em nhìn thấy đấy, thì bây giờ Hiếu sẽ mở khóa lên này. Thì các anh em nhìn thấy thì bây giờ ấn nút đề này, vặn này, thì nó sẽ khóa lại. Cái khóa Smart Key này nó khóa lại, nó không cho anh em chúng ta mở. Đôi lúc nó sẽ cho mở và đôi lúc nó không cho mở. Bây giờ Hiếu sẽ làm lại này. Đỏ này, bây giờ xanh này, chúng ta ấn nút. Đây. Đấy, lại được này các anh em này. Đấy. Nhưng mà anh em chúng ta bấm đề là không được này, bóp phanh này. Chúng ta bóp phanh và đề này. Thì hiện tại nó đang bị không đề được nữa. Thì lý do làm sao thì tại sao xe mới lại như vậy thì Hiếu sẽ giải thích cho anh em biết nhá. Thì cái lý do này là do khách hàng để quên không tắt khóa Smart Key, thì để cho xe của chúng ta bị tiêu hao điện bình ắc quy. Thì trong khi đấy thì chúng ta sử dụng bằng khóa Smart Key này, lúc mở được lúc không mở được, và lúc chúng ta bóp phanh và cũng không đề được, mất hết hệ thống luôn. Đấy, đây còi không được. Thì bây giờ bằng cách anh em chúng ta chỉ cần sạc bình vào, lo điện là chúng ta sẽ khởi động được cái xe này rất là đơn giản. Đấy, thì bây giờ Hiếu sẽ tháo cái lắp này ra này. Thì bình ắc quy của nó nằm ở đây nha các anh em nha. Thì Hiếu muốn chia sẻ cái video này nhanh đến cho tất cả anh em thợ mới. Nếu như có gặp phải trường hợp này thì chúng ta nên biết cách mà sạc bình ắc quy, lo điện rồi chúng ta có thể là khởi động được xe này rất đơn giản. Đây là bình ắc quy này, thì bây giờ Hiếu sẽ cắm dây đỏ này, dây đỏ vào dấu cộng này. Đấy, chúng ta sẽ sạc lại bình, dây xanh và dấu trừ. Rồi, ok. Như vậy là anh em chúng ta cắm điện. Anh em chúng ta đợi tầm khoảng 2 phút là nó có thể đẩy được điện vào trong xe thôi. Đúng 2 phút là có thể là đề được bình thường nha các anh em nha. Đó. Đấy, các anh em nhìn thấy khi chúng ta vừa bấm còi một phát, như điện ở con lạp nó đã truyền lên bình ắc quy của chúng ta và chúng ta có thể bóp được còi ngay, nhưng mà còi nó chưa được giòn tiếng thôi. Nó vẫn bị e. Đấy. Anh em chúng ta đợi khoảng tầm 2 phút là chúng ta sẽ đề được máy. Bây giờ Hiếu sẽ thử đề nha. Vẫn chưa được anh em ạ. Nó vẫn chưa đủ điện. Như vậy là anh em chúng ta đã sạc được 2 phút. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái remote của nó và chúng ta sẽ đề thử, khởi động thử cái xe này nha. Anh em chúng ta bấm mở khóa nha. Đấy. Anh em chúng ta vặn này. Thì ở đây nó sẽ có một cái đèn FI nó báo lên. Nhưng lúc đấy là nó không có đèn. Thì bây giờ Hiếu sẽ bóp phanh đề này. Đấy. Như vậy là xe của chúng ta đã khởi động thành công các anh em nha. Thì đấy, thì Hiếu muốn chia sẻ cái một chút ban bệnh này cho các anh em thợ mới, cũng như là người tiêu dùng xe mà có vô tình mà không tắt thì khóa Smart Key mà để cho nó hết điện, thì để chúng ta biết là chỉ cần sạc bình ắc quy vào là ok. Không nhiều khi lại ra lại hỏng cái lo hỏng cái kia rồi thay lại chết tiền các anh em nha. Thì video của Hiếu đến đây kết thúc. Thì Hiếu cũng xin chúc tất cả các anh em thợ đang theo dõi kênh của Hiếu thành công trên con đường sự nghiệp.